với kênh YouTube của mình. Như mọi người đã đọc ở trên caption thì ngày hôm nay mình sẽ swatch một bộ son mới của nhà Maybelline. Đợt vừa rồi thì Maybelline đã khá là thành công khi cho ra mắt bộ son siêu lì tên là Super Stay Matte. Mình thì mình đã dùng qua dòng son đấy rồi và thực sự nó rất là lì. Mình biết là với chất son như vậy thì sẽ vẫn còn rất nhiều bạn lăn tăn sợ khi lên môi sẽ bị khô quá. Và nếu các bạn vẫn còn nghi ngờ về sự lì của dòng son Super Stay Matte thì các bạn phải xem đến hết video của ngày hôm nay để xem chất son mình swatch sau đây có điểm gì nổi bật nhé. Đây là dòng son mới của Maybelline có tên là Maybelline Color Sensational OT Maslin kết hợp cùng với nhóm nhạc Hàn Quốc Itzy. Về packaging thì em này có hình dáng thon dài khá là nhỏ gọn, cầm trên tay khá là nhẹ, nhẹ hơn với những gì mình tưởng tượng khi nhìn thấy trên mạng. Nói chung nhìn bằng mắt thì khá là xinh nhưng mà khi cầm trên tay thì nó khiến mình hơi hụt hẫng một chút. Tuy nhiên thì điểm cộng cho việc này là các bạn có thể đem theo bên mình một cách thoải mái mà không cần phải suy nghĩ sợ nặng túi. Mình không biết các bạn có giống mình không nhưng mà khi mình đi ra ngoài đường chẳng bao giờ mình chỉ cầm một thỏi son duy nhất cả. Lúc nào mình cũng sẽ cầm vài ba thỏi để kiểu dự phòng. Và thật sự là mình có rất là nhiều son nên mỗi lần đi ra đường thì mình sẽ phải cân đo đong đếm xem là hôm nay nên mang thỏi son gì đi nhỉ. Nhưng mà với những cái thỏi son mà nó nhỏ nhẹ như thế này thì mình sẽ không cần phải đắn đo suy nghĩ gì nhiều mà có thể cầm một lúc mấy thỏi đi luôn. Ngoài ra thân son sẽ được thiết kế màu giống như với màu son ở bên trong. Thực sự là những dòng son nào có thiết kế kiểu như này thì mình cũng rất là thích, bởi vì là mỗi lần đánh son mình sẽ không cần phải nhấc cái đáy son lên để xem đây là màu bao nhiêu, bởi vì là những cái con số ở đây rất là bé. Và ngoài ra thì ở đáy son sẽ có một chút ombre màu đen nữa. Nhìn tổng thể trông cũng rất là xịn sò và đỡ quê hơn nếu chỉ có một màu thôi. Về bảng màu son cũng khá là đa dạng khi mà có đủ các sắc đỏ, hồng, cam. Có những màu dùng được mọi hoàn cảnh nhưng cũng có những màu sẽ hơi kén một chút xíu. Chất son thì đúng như quảng cáo, mờ mềm mịn, lên môi nhẹ tênh nhưng không dùng son. Son có độ blur nhẹ, phủ rãnh môi, không gây khô môi. Và nếu có phải đánh lại son thì cũng sẽ không gây ra tình trạng lợn cợn da chết. Độ lì của em này thì ăn uống vẫn sẽ trôi đi ít nhiều, tuy nhiên thì vẫn đọng lại lớp base nhạt trên môi. Màu đầu tiên 119 More Ruby là một tông đỏ hồng vừa ngọt ngào vừa đáng yêu. Màu này mà dùng đi hẹn hò là chuẩn lắm đây này. Nhìn rất như một cô gái nữ tính và ngoan ngoãn nhưng cũng khiến chúng mình biến hóa trở thành một cô tiểu thư điệu đà và hơi xến, không kém phần tranh sảng ngay lập tức chỉ với việc thay đổi layout và make up look. Màu thứ hai 799 là một tông cam ngả đất, lên môi sẽ nghiêng đất nhiều hơn cam nên chúng chỉ định các bạn dùng màu này mà không make up nhé. Nhẹ nhàng thì kẻ đôi lông mày nét một chút và chút một ít mascara, cầu kỳ hơn thì cho bản thân thêm một đường kẻ eyeliner là bao đẹp. Điệu đà hơn nữa thì nhấn nhá thêm màu mắt, lông mi và tạo một chút khối đảm bảo sẽ xinh đẹp như mấy chị Tây. Kiểu sexy mà vẫn tự nhiên ấy. Màu thứ ba là 499 More Blush. Em này tông hồng đất cũng chống chỉ định giống màu son vừa rồi, là đừng nên để em ý bơ vơ một mình trên mặt nhé. Tuy nhiên vì có sắc hồng vẫn sẽ làm mình tươi tắn hơn một chút xíu. Đôi lông mày nhẹ nhàng chút ít mi cong lên là đảm bảo xinh. Đi học thì sẽ không bao giờ sợ thầy cô soi. Đánh phun môi kèm layout điệu đà một chút thì bao quyến rũ luôn nha các chị em. Đây đây, chị em nào mà thuộc phe bánh bèo thì phải sắm ngay em này. Tông hồng đào cực kỳ trẻ trung và nữ tính, đánh một lớp thôi là tươi sáng cả khuôn mặt. Tuy nhiên thì em này sẽ hợp hơn với các bạn có màu da sáng nhé. Đánh phun môi chỉ sẽ hơi xế một xíu xiu nên màu này mình khuyến khích là đánh ombre thôi nha. Đây là ba màu son mình ưng ý nhất trong cả 7 màu son. 1129 là tông cam đất nhiều sắc cam hơn màu 799. Vì là ngả cam nhiều hơn thế nên cũng dễ sử dụng hơn. Màu son khá tự nhiên, không gây xỉn da nên mình thường dùng để sử dụng hàng ngày. Đây luôn là màu son must have trong túi xách của mình. Tiếp theo là 1899 Morris. Bạn nào thích nhiều tông đỏ hơn thì có thể nghĩa sang em đỏ đất này nhé. Trendy không kém 1299, có phần già dặn hơn nhưng điểm chung là bất chấp mọi hoàn cảnh. Hôm nào ra đường mà bí màu son quá thì có thể auto lôi ra đánh luôn không cần suy nghĩ nhiều. Lên phun môi thì ôi rồi, đúng kiểu sexy lady như mấy chị diễn viên Hollywood luôn. Cuối cùng là một tông đỏ thuần đi theo năm tháng. Đây là tông màu mà không bao giờ lỗi mốt từ xưa đến nay. Không có màu son này thì đúng là có lỗi với tổ nghề makeup lắm luôn. Chẳng cần makeup, chỉ cần một lớp son mỏng đã đủ sáng bừng khuôn mặt. Đánh phun môi thì sẽ khiến bạn biến ngay thành một quý cô cổ điển đẹp ngây ngất lòng người hâm mộ. Chung quy lại thì dòng son này đạt đủ các tiêu chí mà mình cần.
Thứ nhất là chất son mềm mịn không khô môi, thứ hai là các màu son đa dạng trendy, và cuối cùng là nhỏ gọn tiện lợi. À, và quan trọng là son không có mùi nhưng khi sử dụng rất là thoải mái, nhiều khi mình đánh son mà tưởng như không đánh luôn. Thông tin chi tiết và link mua sản phẩm thì mình sẽ để ở phía dưới phần mô tả nhé. Hy vọng là video này sẽ có thể giúp ích cho các bạn tìm được màu son ưng ý. Nếu yêu quý mình thì các bạn hãy like video và subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ thì bye bye.